Video này tôi giới thiệu hai cây đàn guitar Nhật chính hãng Yamaha, hai model giống nhau, Yamaha C150 và vẫn model Yamaha C150 made in Japan, Nhật Bản. Hai cây này thì có một cây rất mới, còn một cây thì khá mới. Cây khá mới thì là ở mức 2,7 triệu, còn cây rất mới này là 3 triệu. Ngoài ra thì các bạn có thể lấy kèm thêm cái hộp đựng xịn của Yamaha ở đây. Hộp này thì bản chất là hộp gỗ, bên ngoài bọc da, bên trong là xốp và nỉ. Đây là cái hộp mà có thể nói là an toàn nhất cho guitar rồi, còn cả nguyên chìa khóa. Khi các bạn cho đàn vào đây thì nhìn cái đàn nó sẽ rất là cao cấp. Hai cái đàn này đều ở tình trạng là rất tốt các bạn nhé, cực kỳ tốt, cần thẳng, action nhẹ. Phần tem thì vẫn còn đẹp này, rất đáng sưu tầm, logo cũng còn đẹp, khóa cũng còn mới. Có nhiều cái đàn cũ lấy từ Nhật về thì nó cũ đến mức nó mờ cả logo này, nó han hoen gì hết cả khóa đi. Mặc dù thì về âm thanh thì nó không ảnh hưởng, nhưng mà về cái vấn đề về thẩm mỹ và cái giá trị sưu tầm thì nó mới giảm đi nhiều. Những cây đấy thì giá này rất rẻ. Còn hai cây ở đây thì trước mặt các bạn thì tôi cũng phải săn lùng lựa chọn rất là kỹ thì mới tìm được hai cây nó đẹp như thế này. Thì các bạn vừa có một cây đàn Nhật xịn, sử dụng âm thanh rất là tốt, chất lượng rất là bền, chúng ta sử dụng lâu dài, thậm chí là dùng từ đời này sang đời sau. Mà ngoài đó thì ngoài ra thì các bạn có thể dùng để làm, đúng là một đồ gọi là sưu tầm, đáng để sưu tầm. Bởi vì cái tuổi đời của nó đến bây giờ cũng là sấp xỉ 40-50 năm rồi, từ những năm 1980 đến bây giờ mà người ta vẫn còn giữ đẹp như thế này thì rất là hiếm các bạn nhé. 40 năm đến 50 năm rồi, từ 1980 đến bây giờ. Mức giá như tôi vừa báo thì cây bên trái này là 2,7, còn cây bên phải đây là 3.0. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Ở video sau, hẹn gặp lại các bạn là video test âm chi tiết.